Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn gì? Hello, xin chào quý vị khán giả nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tình Diễn Viên Lớp nha. Trời ơi, đang làm cái món gì mà chả gì giới thiệu gì. Bụp một phát rồi vào, đã thấy cái nồi, đã thấy rang rang xào xào thế kia. Đó, em cũng hay bị quý khán giả là mắng em làm nhau và làm luôn, chả đi giới thiệu thành phần gì nhỉ. Từng thứ một. Em là cứ làm cho cảm hứng. Làm rồi nghĩ ra ok cần phải quay giới thiệu cho quý vị khán giả là hôm nay nhà tâm tự ăn gì, nhà em Tâm ăn gì, chả có món gì đặc biệt đâu mọi người ơi. Nhà nghèo mà làm gì có gì mà đặc biệt. Em xin thịt với hạt tiêu thôi, xin thịt với nước mắm hạt tiêu. Đảo cho nó cháy cận lên nhé cả nhà, xong rồi cho nước mắm gia vị mì chính vào, hạt tiêu vào là ok thôi. Món ngon đơn giản thường ngày. Hôm nay ăn gì, hôm nay ăn gì. Em ơi, em làm nhiều cái món rau một chút đi. Em thấy nhà em ăn nhiều thịt quá, các con đã béo rồi. Dạ, giờ em chỉ cho ăn thịt nạc, còn rau rau thì em làm nhiều hơn nhé. Thịt em chỉ cho ăn ít thôi mọi người. Nhưng mà các con mà đang tuổi ăn tuổi lớn á, không có thịt thì nó không ngon miệng. Nên là em cũng vẫn phải làm một chút thịt thôi. Cái này thì có khoảng 4 lạng thịt thôi mọi người. Em rim một chút nước mắm nhé. Ngon ngon. Hạt tiêu xay vào, dầu hào nữa. Mì chính cho vào đầy đủ. Đảo lên. Tại vì một bữa ăn thì cũng 3-4 món chứ có phải là ăn một món đâu. Còn những món khác nữa thì là mỗi thứ là một chút. Mình ăn mỗi thứ một chút cho nó ngon. Đấy, cái dầu hào vào với mọi người. Mình cho dầu hào vào nó sệt sệt ngon này. Mấy xào phải có dầu hào mắm. Thơm lắm, đây là thật sự rất là thơm. Cho một chút chiên su tỏi ớt vào đây này, một chút dầu hào này, một chút mì chính này. Đấy, cái màu nó cũng đẹp hơn này. Màu đẹp hơn thì thơm ngon hơn. Nhìn này cũng như là thịt kho tàu ấy mà mình. Mình đi, anh cho một chút nước vào cho mình ơi. Cho cả nước. Mình không cần cho nhiều nước. Sát bên trên. Ngon không, ngon không? Món này thì nó đơn giản lắm. Trời ơi, món nào em làm em cũng thấy đơn giản hết. Tại vì em đâu có biết làm những cái món cầu kỳ đâu. Em chỉ đơn thuần như thôi. Nghĩa là có con ăn và vẫn khen là được rồi. Vẫn ăn hết veo. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, giỏi quá cũng không tốt đâu. Gì thì gì, cái gì cũng biết làm, người ta sẽ coi thường mình. Người được ăn, người ta sẽ coi thường mình. Không biết trân trọng mình. Ngu ngu một xíu. Nếu mà không ngu được ý, thì cũng phải giả vờ ngu. Ôi, cái gì em cũng không biết làm. Cái gì em cũng biết làm là khổ đó. Phụ nữ biết kiếm tiền là được rồi. Biết tự nuôi bản thân là được rồi. Biết tự chủ trong cuộc sống. Không dựa dẫm gì vào ai hết. Nữ phải biết yêu chính mình. Món ngon mọi người ơi. Thịt rim, nước mắm, hạt tiêu.
trời lạnh lạnh mà ăn thịt dê này ngon lắm này. Đó. Nó không tốt cả chua nhé. Em chỉ dê như này thôi. Con em thích ăn dê như này. Rồi, như thế là đã xong rồi đấy cả nhà. Cái món của em nó đơn giản không? Bây giờ em sẽ xay hạt tiêu, em sẽ đắp hạt tiêu lên trên nhé cả nhà. Em sẽ xay tiêu này. Xay hạt tiêu và cho lên trên. Là ok. Vậy là món thịt diêm tiêu của em đã hoàn thành nhé cả nhà ơi. Thịt ba dọi đây. Thịt ba dọi diêm tiêu. Diêm mắm tiêu. Đó, thơm ngon. Cái này là chết cơm luôn, tốn cơm lắm. Cái này làm sao mà giảm béo cho Phúc Béo được đây, cho Phúc Béo Hà Nội Vlog được đây. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho gia đình em nhé mọi người ơi. Xin kính chúc quý vị khán giả thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống nha. Trong tình yêu, trong cuộc sống nha. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. Bye bye. Nhớ ra ủng hộ cho kênh Tâm Sự Chị Tâm Tình của em nữa nha. Và kênh Phúc Béo Hà Nội Vlog nhé cả nhà. Tạm biệt mọi người.